quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Cương là cập nhật cái tiến độ mà làm nhà của em Cương tới đâu rồi cô bác nhé. Đấy, như thời gian qua thì cháu Lực có bận một chút việc ở trên nhà xử, thì hầu như là hôm nào cháu Lực cũng lên trên đấy, thì không có lên thường xuyên lên trên nhà của em Cương được. Nhưng mà các bác thợ thì cũng đã nói với cháu Lực rằng là cái xung quanh nhà thì đã lập lên xong hết rồi, và bây giờ thì sẽ chuẩn bị là giải cái phần nền nhà nữa là xong rồi các bác ạ. Thì còn là bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị theo dõi hết video ạ. Thời gian này thì nhà em Cương có khá là nhiều củi nữa đó, là tận dụng lại những cái củi gỗ là không dùng được nữa ở nhà, cho nên là mang để làm củi. Có vẻ như nhà có một nhà bác em Cương có khá là nhiều. Con này có vẻ rất là to, vừa mới bước vào thôi cô bác. Nhưng cô bác có thể nhìn thấy là một cái ngôi nhà mà làm theo cái kiểu mà mái thái cô bác. Nhìn cái màu của những cái thanh gỗ rất là đẹp cô bác, cái màu đỏ luôn. Cương, cái tủ làm phát này này Cương. Thì tủ này chỉ có ạ. Hả? Cương là chỉ đi đâu à? Lấy cổ. Rồi anh chào Cương nhé. Em chào anh. Cương xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cương thì có mặt buồn đấy. Mặt buồn như mất sửa gạo đấy. Có vẻ như là ở phần dưới nền nhà này có bác này. Và bây giờ ngôi nhà chưa được hoàn thiện, thì có thể là để đồ hơi bụng bụng một chút nữa mà tiến hành mà hoàn thiện nhà rồi thì sắp xếp những cái là hay vào đấy hết rồi. Ngoài thì các bác thợ không có làm à? Làm hết phần viên xung quanh nhà nữa à? Cái phần xung quanh nhà này thì cũng đã được làm xong hết rồi. Như bên này thì chúng em thì được làm bằng cái gỗ sao mộc hết này cô bác này. Gỗ sao mộc thì rất là tốt luôn. Như mọi cái chuồng trâu của nhà em Cương thì cũng đã được là em ấy sửa lại và nền rồi các bác ạ. À, bây giờ thì có thể là ngôi nhà sẽ khá là sạch sẽ rồi. Như trước kia thì lên thì chưa có đổ bằng nền bằng bê tông này. Và chỗ này thì cũng có được là em Cương và đổ bằng cái bậc thang này lên các bác này. Cái gì đây Cương? Dầu à? Ngay để làm gì? Đồ mấy cây kia à? Ừ. Ôi, bác thợ thì chắc là vừa đang tắm. À, đưa anh đi ở trong nhà được không? Bây giờ thì còn chưa có lắp cái cầu thang, cho nên là phải đi cái cầu thang nhỏ này cô bác này. Bây giờ thì cái phần sàn này cô bác này thì còn chưa có được là làm xong. Đây thì là được các bác là dùng cái tấm sàn này là để cho nó để tạm thôi, là lợp hết cái xung quanh ngôi nhà rồi thì mới tiến hành là làm một cái phần dưới đây. Qua thì có các bác thợ làm ở bên này hết rồi ạ. Anh như hôm nọ cháu Lực có chia sẻ cả phía bên này thì cũng được là các bác là làm xong rồi, và mấy hôm không có lên thì phần bên này thì cũng đã được các bác là làm xong hết rồi. Còn này cánh cửa này thì đã làm rồi, nhưng mà chưa có lắp cửa này các bác biết không? Đây, cánh cửa này thì do đó tầm 1 mét thôi. 1 mét thì là cũng vừa mà mình vác đổ qua rồi các bác.
Bây giờ thì mọi cái bắt như mọi cái như cỏ này thì sẽ lấy để ra bên nhà bệ nhỏ bên kia đúng không? Để dưới thái dưới đúng không? Đấy là để ra bên lán và để dưới sàn nhà này để sái này. Có thể là bây giờ nó sẽ ngôi nhà sẽ khá là bừa bộn một chút cô bác, nhưng mà đến lúc mà hoàn thiện cái phần làm sàn này xong rồi thì mọi cái nó sẽ rất là ngắn nao luôn. Thì ngôi nhà này thì cũng được là các bác nói với cháu Lực là sẽ thiết kế theo kiểu là dạng mái Thái này cô bác. Ở đây thì những cái thanh gỗ mà để làm ra thì cũng được các bác là bao rất là mới luôn cô bác này, như kiểu vừa mới mua luôn. Cái này thì sẽ để làm cái giá để mà đựng đồ đúng không? Vâng. Ở bên đằng sau cái nhà này cô bác này, có thể là sau này là để sẽ để bàn thờ ở đây hay là ở bên kia thì sẽ là để đồ hết. Luôn thì vừa rồi chỉ đi lấy cỏ ạ. Vâng. Đây là những cái tấm gỗ mà được các bác là bao để mà để vào đây rồi đúng không? Vâng. Gỗ này thì màu đỏ này rất là đẹp này cô bác này. Theo cái thợ mà làm cái làm gỗ các bác có nói với cháu được là ở đây có mối vòng, có bao nhiêu vòng là tính là bao nhiêu tuổi cái năm cái gỗ. Sau một cái thời gian mà phải nói là từ lúc tháo nhà của anh Cương đến lúc mà dựng lại được một cái khung ngôi nhà mới như này thì giờ đó là tầm hơn một tháng rồi nhỉ. Vâng. Đấy, hơn một tháng thì bây giờ mọi cái cũng đã hoàn thiện xong rồi các bác. Như là trước kia thì cháu được lên chia sẻ thì hai anh em là đều ngồi chỗ này này các bác này, một cái ngôi nhà mà bây giờ hoàn toàn là sẽ mới mẻ luôn. Sau này lúc mà lên tận ra rồi thì sắm thêm một cái số đồ dùng chăn chiếu màn cho em Cương nữa thì là cũng được rồi. Ở đây thì cũng được các bác là làm những cửa sổ nhỏ này các bác này. Làm cái cửa sổ nhỏ này thôi. Phần bên trên thì cũng được làm sắt bên kia đâu cô bác này thì nó sẽ tránh được gió nó lùa vào là nhiều. Bây giờ thì chắc chắn yên tâm rồi nhà. Vâng. Còn ở phần bên này đấy. Ở phần bên này thì có thể là để chạm mắt, sau này thì có thể để là chạm mắt ở đây. Và cánh cửa thì sẽ bước đi ra ngoài luôn. Và hôm nay thì cháu Lực lên thì muốn là chia sẻ cho tất cả quý ông bà cô chú cũng biết là ngôi nhà của em Cương, cái phần bên ngoài này thì đã được hoàn thành rồi cô bác nhé. Đã được lập hết toàn bộ là đâu vào đấy hết rồi. Bây giờ chỉ việc là cái phần sàn đấy nữa thôi. Sàn này thì các bác bảo là làm tầm bao nhiêu ngày thì xong cơ? Tầm 5 ngày à? Vâng. Cái sàn này thì bây giờ sẽ các bác sẽ làm độ đâu đó là 5 ngày nữa thì là xong. 5 ngày này thì gọi là máy móc còn không có bị hỏng thì là mới xong các bác nhá. Nếu mà máy móc hỏng thì lại mang đi xuống tiếp cho huyện để sửa thì nó cũng rất là lâu. Để đi vòng mà xuống dưới sàn nhà một chút đi. Vào trong ngôi nhà của em Cương thì dùng bằng hoàn toàn là cái gỗ sau màu quá nhiều thì rất là thơm luôn. Đây là cái của bà làm đúng không? Thì ông á, đi hỏng hết rồi. Cái này là cái mà bà con ở trên này này cô bác này dùng để dệt vải này thì từ thời ông của Cương rồi. Đó. Và đằng sau cái phần tả ly ngôi nhà của em Cương các bác nhé, được đào gọi là rộng, khá là rộng cho nên là không có sợ là cái đất mà sạt xuống dưới cái phần dưới nền nhà này các bác này. Thì cái nhà này thì làm trọng hơn cái phần bên kia. Cái này là cái vụn cưa, cái vụn cưa này chị sẽ tận dụng lại để mà làm củi đốt lên thì nó cũng được rất là lâu, rất là bén. Còn là sau này cái cầu thang lên là thế đây đúng không? Vâng ạ. Ở đây đúng không? Cầu thang là thế lên ở đây và đây chỉ có cái hành lang của em Cương thì
Poro thì nó sẽ nhô ra khoảng tầm độ là hơn 1 mét này cô bác này. Hương này bây giờ tận đi đâu tận đâu đến bỏ? Dưới này ạ? À? Như cô bác có thể cho cháu một cái đóng góp và một cái ý kiến, một cái đánh giá xem là cái ngôi nhà của em Hương làm như vậy thì có đã ok chưa? Như là cô bác có thể nhìn lại thêm một lần nữa này. Ok. Đấy, như là sau chỗ lực nhà cô bác có thể nhìn thấy là thêm một lần nữa một cái ngôi nhà mà cũng lên có vẻ là khá là kiên cố và rất là chắc chắn. Màu của cái màu gỗ thì cũng rất là đẹp. Chỗ này có phải chỗ nào không? Không ạ. Chỗ nhà tắt hết à? Đúng rồi, cái này có cá chất ruộng là Khương. Có được quán nào không? Được rồi, nhà em Cương thì cũng chuẩn bị là được gạt này cô bác này. Màu vàng lên, màu vàng hết rồi. Cá hay để đây à? Được. To bằng tầm nào? Ngón tay. Hai ngón tay thôi á? Thả lâu chưa? Lâu rồi. Thả lâu nhưng mà chắc là do là nuôi nhiều con quá nên ra là nó là không còn lớn được. Nhà là hết á? Vậy, tập ra. Bây giờ thì cũng đã đến giờ của em Cương là đi cắt cỏ rồi cô bác, nên là em ấy phải đi cắt cỏ. Sau đó thì cháu Lực có chia sẻ một chút về cái ngôi nhà của em Cương và cô bác có thể là đóng góp ý kiến cho cháu Lực xem là cái ngôi nhà của em Cương là như thế nào cô bác. Như là cô bác có thể nhìn thấy từ xa này một cái ngôi nhà mà mới hẳn hoàn toàn luôn, mới gọi là mới nhất ở cái xóm của em Cương ở luôn đây. Ui giời. Đây rồi. Là cái thằng thắng không? Có chứ đúng thì được quá. Đó. Cũng phải liên tục vào đấy. Học chưa hả? Nếu đổ thì đi xuống kia thì không có cỏ rác này. Đây là hai thửa của nhà em à? Bên kia thì còn hai cây chưa cười à? Bên kia đó. Hả? Chúng ta chưa à? Đây ở bên kia thì có hai cây thì là sẽ thêm thứ hai thì được cái bắt. Rồi là sẽ chưa nó. Trong cái thời gian mà cái quá trình mà làm nhà của em Cương á, các bác hàng xóm của em Cương thì là cũng giúp đỡ rất là tận tình, hầu như là hôm nào mà có cái chuyện gì, thêm những công việc gì mà cần tới rất là đông người thì đều là được hàng xóm của em Cương và giúp đỡ rất là nhiệt tình. Cái người gà này nó bổ ấy. Thì cũng được em Cương thì ra bên suối đây các bác này sử dụng là các cái cắt thì cái phân cắt đấy là lúc này là không có phải mua nhiều, chỉ mua có một xe thôi.
Cái chỗ khu của nhà em Phương này thì là được bà con ở đây trồng lúa rất là sớm, cho nên là sẽ được đặt trước nhà em Sử và nhà em Quân. Vừa rồi bà với nhau hả? Có người nước hoảng đến mình. Dạ. Ngon. Đấy luôn. Có những nhà thì đã được gặt lúa rồi chú bác ạ. Cái này lúa của nhà ai đấy chú? Nhà ai? Cái chỗ phần trên này là nương của nhà em Cương rồi các bác này. À, lại sắp được thu hoạch rồi Cương nhỉ? Vâng ạ. Hay đây là được em Cương là trồng đậu tương này. Chỗ này nhà em có một nương một chút chút đấy thôi hả Cương? Vâng ạ. Cây sao mộc kia à? À là máy thửa xuống này các bác này. À, chỗ này thì chắc là thu hoạch độ đâu đó được tầm 1-2 yến đậu tương gì đấy. Nó là trong thời gian qua thì cũng được là các bác, các cô, các chú, các anh chị mạnh thường quân hỗ trợ em Cương thì bây giờ trên đôi vai của em Cương đã bỏ đi một cái gánh nặng mà làm cái ngôi nhà mới cho em với lại bà. Chỗ này ôi chưa mang đi luộc ở đâu nhỉ? À, có những cây thì cứng rồi đấy. Rồi. Có biểu thủ nhau không? Bọc tương của nhà em Cương thì cũng đã gần được rồi các bác ạ. À, nó cứng hết rồi. Mang đi luộc một ít xem nào. Em Cương này phải nói là một cái cậu bé mà rất là biết nghĩ cho ông bà luôn cô bác. Không biết là ở đây có cô bác nào mà theo dõi sau thì có biết là cái hoàn cảnh của em Cương không? Thì cho cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại cái hoàn cảnh của em Cương thêm một lần nữa cô bác nhá. Em Cương thì không may là em Cương là không biết bố mẹ của em Cương là có xích mích về cái vấn đề gì đấy mà cả bố cả mẹ đều bỏ đi từ lúc em rất là bé. Và bây giờ thì em ở với người bà của mình thôi. Và bố mẹ bỏ đi thì có lại kèm theo một cái khoản mà khoản ngân hàng nữa cô bác ạ. Bây giờ thì khoản ngân hàng của nhà em Cương thì còn là 25 triệu đúng không Cương? Vâng ạ. Đấy, mỗi tháng thì trả là 325 nghìn à? Vâng ạ. Hôm nọ thì nếu mà cháu Lực mà không có lên mà chia sẻ cái hoàn cảnh của em Cương đâu cô bác thì em Cương phải đi ra ngoài vay thêm tiền về để mà sửa nhà. Đấy, ở đây thì được bên xá là hỗ trợ em Cương là 40 triệu và cái số tiền em Cương bảo là sửa nhà thì còn thiếu là 40 nữa thì cháu Lực sẽ giúp em Cương là kêu gọi cái phần còn thiếu của em Cương thì cũng rất là may mắn được rất là nhiều cô bác gửi những tấm lòng vàng tới cho em Cương để giúp cho em Cương được sửa lại một cái ngôi nhà mới hơn. Còn về cái khoản ngân hàng của em Cương thì và qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ có thêm cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước
có thể là chung tay cùng nhau giúp đỡ cho em Cương, để cho em Cương được giả nốt cái khoản ngân hàng của em Cương đó cô bác. Bây giờ cái số tiền đó, số tiền 25 triệu, thì nếu mà để em Cương đi làm thì chắc phải một năm thì em kiếm được 25 triệu hả Cương? Em đi làm một năm ra ngoài thì kiếm được không? Chắc không. Không được đâu đúng không? Đấy là mình còn phải là không có bị đau ốm nữa thì mới kiếm được đấy cô bác à. Nếu mà không may mà đi ra ngoài, đi làm xa thì không may bị một cái tai nạn nào đấy. Bây giờ thì em làm nhà xong thì em định tính là đi làm không? Em có ạ. Có à? Đi làm như này thì lấy tiền về để làm gì? Bác khảo tư ạ. Đi đi làm như này thì em sẽ lấy tiền để làm gì? Giả ngân hàng ạ. Giả ngân hàng à? Vâng. Bây giờ thì trước mắt là giả tiền hàng tháng, tiền lãi của ngân hàng đúng không? Vâng ạ. Bây giờ trên đôi vai của em Cương đúng không á, thì còn phải là gồng gánh thêm cái khoản ngân hàng mà được người bố vô tâm của mình là vay đi. Ở đây thì cháu Lực không biết là bố của em là vay đi làm ăn hay là như nào đó mà không có đóng được tiền lãi cho cái phần của mình vay, vứt lại để cho con với lại người bà mà năm nay cũng được là gần 80 rồi, đi kiếm những cái đồng lãi về để mà đóng. Trước thì em Cương với bà toàn là đi lên rừng, đi lấy củi về để bán, xong là lo cái phần lãi ngân hàng cho bố của mình. Bà hôm nay thì đi đâu rồi Cương? Bà ở nhà thôi ạ. Bà ở nhà? Vâng. Sao vừa nãy anh không gặp? Vừa gấp cắt về ạ. À vừa bà đã đi xúc lên cắt à? Cắt à? Vâng ạ. Bà có vui không khi mà ngôi nhà của mình sắp được hoàn thiện như thế này? Có ạ. Có à? Bây giờ bố của em mà trở lại thì em có muốn bố là ở cùng em không? Có ạ. Có à? Đấy, em Cương thì còn mặc dù bố bỏ đi như thế cô bác thì em ấy còn rất là có tình cảm với bố. Mặc dù bố của mình đã làm như vậy với mình nhưng mà ai cũng thế cô bác. Làm sao mà quên đi được người bố, người mẹ của mình khi đã sinh ra mình. Hôm nọ là anh nghe tin là bố em gọi điện về à? Vâng ạ. Là nói là đi được hơn 16 năm thì hôm trước thì cũng có một cuộc điện thoại của bố về. Bố gọi điện thì nói với em như nào? Bố bảo gì? Gửi tiền về mua thức ăn á? Mua thức ăn ạ. Gửi tiền về để mua thức ăn à? Vâng. Nhưng mà nó chưa gửi. Nhưng mà vẫn chưa gửi à? Vâng. Phải nói là đi bố em, bố thế bố có biết là làm nhà không? Dạ có. Dạ có à? Vâng. À, bố thì cũng biết là làm nhà và muốn là gửi tiền về để cho em Cương mua thức ăn. Thế bố có nói về cái gì về khoản ngân hàng kia không? Không ạ. Không á? Vâng ạ.
Bố em có bảo là về không hay là như nào? Ở đấy thì chưa biết. Vẫn chưa biết à? Vâng. Ừ. Có khi là bố biết làm nhà mới là gọi điện về đúng không? Đi được mười mấy năm rồi không có cuộc, không có cuộc điện thoại nào mà bây giờ tự dưng gọi về bảo là gửi tiền mua thức ăn á. Thế em có điện thoại thì đã có số điện thoại của bố chưa? Có rồi. Có á? Vâng. Em có nghĩ là bố mà biết em có nhà mới như này, được biên xá hỗ trợ và được các bác hỗ trợ là có nhà mới thì muốn về với em à? Em cũng không biết ạ. Phải cân nhắc cẩn thận nhá. Vâng ạ. Khi mà ở đây thì anh cũng không bảo với em, bảo là không có được nhận bố hay như chăng nào nữa. Nhưng mà em bây giờ lớn rồi thì cũng phải biết là suy nghĩ tại sao. Bây giờ lớn rồi thì em cũng phải biết là suy nghĩ tại sao bố của em bỏ đi từ rất là lâu rồi. Mà bây giờ sắp có ngôi nhà mới rồi bố em mới điện về. Ba có biết không? Dạ, có. Ba có được nói chuyện với bố không? Có. Ba có chửi bố không? Em chửi mấy câu ạ. Nói mấy câu à? Dạ. Bà thì có thể nói là chắc là rất là bức xúc. Bức xúc khi người con của mình làm như thế. Bỏ đi rồi. Xong lại còn kèm theo thêm mà với cái khoản ngân hàng của bố nữa. Bố chỉ là gọi điện thoại như thế này nhưng mà cũng không biết là bao giờ mới về cô bác ạ. Bố bảo gửi tiền nhưng mà bố nói lâu chưa? Ôi ơi, cẩn thận chứ. Cường thì vừa cắt phải cái cây cỏ này cô bác này, bị đứt tay một chút rồi. Có vẻ như là cái thửa này là được chín sớm hơn nhỉ? Vâng. Thế nhổ về một tí để luộc ăn vụ đầu mùa không các bác ạ? Em Cương thì đang cắt cỏ. Một tí nữa thì đợi em Cương cắt cỏ được thì cháu Lực sẽ cùng em Cương là vác về nhà. Và sẽ nói chuyện thêm với bà một chút nữa xem là cái cuộc điện thoại của bố em Cương thì gọi về thì ý của bố em Cương là như thế nào. Đây luôn. Rồi nè, ớt ớt với xít. Thế nhỉ, bà bảo là năm nay không làm được à, không tổ chức được lên nhà mới à? Không ạ. Ừ. Năm sau thì mới lên được đúng không? Vâng, qua Tết mới lên được. Qua Tết thì mới lên được à? Vâng ạ. Còn về cái việc tân gia của nhà em Cương của bác thì cho cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa. Thì chắc là phải là qua Tết thì mới làm được tân gia rồi. Năm nay thì không có hợp tuổi để mà lên. Hôm trước thì có được biên xá là người ta hỗ trợ tiền đấy các bác. Thì phải tranh thủ. Để mà làm thì mới có được cái khoản tiền đấy. Chứ không thì cái khoản tiền đấy đối với em Cương với lại bà thì số tiền là rất là lớn. Không biết là bao giờ mới kiếm đủ để sửa lại nhà nữa.
Ôi trời ơi. Bây giờ thì mấy anh em cũng đã lấy cỏ xong rồi cô bác. Chắc là bây giờ thì cũng sẽ đi về nhà thôi cô bác. Và cháu Lực cũng sẽ dặn dò em Cương thêm một chút nữa về cái cuộc gọi, cuộc điện thoại của bố em Cương gọi về. Không biết là cái lý do gì mà là đến tận năm nay là bố em mới gọi điện về à? Vâng ạ. Là gọi cho bác à? Vâng ạ. Đi phải nói là đi từ rất là lâu rồi. Đến tận năm nay em Cương được 16 tuổi thì mới điện thoại về một lần. Không biết là bố của em Cương có muốn là quay trở lại hay là cái lý do gì đấy mà điện cho em Cương. Nhưng mà điện cho bác thì bác bố bảo là muốn nói chuyện với em à? Vâng ạ. Xong bác mới đi gọi em à? Vâng ạ. Bây giờ thì em cũng lớn rồi thì bác mà bố mà gọi điện về thì nọ gọi điện về bây giờ thì em cũng là lớn rồi, bố mà gọi điện về đấy thì là nói với bố là đàng hoàng là tại sao trước bố lại bỏ đi và để lại một cái khoản ngân hàng như này để em với lại bà mà trong cái thời gian qua gồng gánh, em có thấy mệt không? Có ạ. Đấy, mà đến tận năm nay thì biết tin là nhà mình sửa nhà, thế bố của em thì có biết là anh lên gọi là cùng sáng hỗ trợ để làm nhà không? Dạ có ạ. Có à? À. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng chỉ là nói cho em Cương là về cái vấn đề mà bố gọi điện về thì phải cân nhắc thật kỹ xem là bố mình có lợi dụng mình hay là làm cái việc gì đó không biết. Đấy, lý do gì đấy thì không có biết. Và trước kia thì bố bỏ đi làm thì có cầm theo là 25 triệu của ngân hàng. Thì không biết là bố mang đi làm ăn hay là bố mang đi làm gì. Sợ là bố của em chỉ là đi ra ngoài làm xong là bị làm ăn thua lỗ xong mà không có dám về nhà. Chỉ sợ cái điều đấy. Nhưng mà có em có ý nghĩ là như thế không? Em có nghĩ thế. Như thế á? Nhưng mà nếu mà bố em mà có mà làm ăn thua lỗ như vậy thì cũng phải biết là gọi điện thoại cho em chứ. Gọi điện thoại cho em thì tháng kiếm được bao nhiêu thì phải biết gửi về để đóng cái tiền lãi ngân hàng chứ. Thằng này lại đi gọi là đi biệt tích luôn rồi. Thế còn anh cũng chỉ là nói dặn dò với em như thế thôi. Bà thì chắc là rất là bức xúc vì bố của em rồi đúng không? Cảm ơn cô bác anh chị là trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em và gửi tấm lòng vàng của cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong mọi ngoài nước tới cho em Cương để cho em Cương được sửa sang lại cái ngôi nhà mới. Và bây giờ thì mọi điều đều đến với em Cương rất là tốt lành rồi cô bác ạ. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Chú Cương xin cảm ơn các ông bà. Cô chú đã gửi tiền cho cháu Cương để được cháu Cương sửa lại ngôi nhà. Con biết ơn các ông bà rất là nhiều. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở trường sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Cháu Cương xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.